Cũng trong sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Tân An tổ chức lễ phát động và chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng công nhân gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Tháng công nhân là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn, người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn đối với người lao động, nhằm đem lại niềm vui, hạnh phúc cho công nhân viên chức lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, là lực lượng đi đầu, nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi lễ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An đã trao 100 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động thành phố Tân An để xây dựng 2 mái ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Liên đoàn Lao động thành phố Tân An trao 110 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng tiền mặt cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.